Cô bé phục thần này tự nhiên biến đổi, đôi mắt đỏ rực vô cùng đáng sợ, sau lưng mọc ra đôi cánh, cô ấy phá sập một góc hiên nhà bay đi. Thì ra cô ấy tìm tới kẻ đã chơi xỏ chủ nhân, dám cả gan phá đi khế ước. Dáng vẻ vô cùng giận dữ cô xuất hiện trước mặt đối phương, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị cô ấy dùng sóng âm cho đau đầu lọng óc. Cô bé dễ dàng khống chế được phục thần của kẻ địch, dùng chính ngưu quỷ để tấn công chủ nhân. May mắn thay một phục thần khác có mặt kịp thời ngăn chặn, anh ta câu giờ cho chủ nhân của mình tới, đó chính là Nhất Diệp, người bị coi là Kasikan tệ nhất thời đại. Thế nhưng rất nhanh anh ấy đã có thể khống chế tình hình, sau vài điệu múa đã khiến phục thần bình tĩnh trở lại, rồi sau đó dùng đến tiếng hát như bò giống của mình hạ gục cả hai hoàn thành kế ước. Liệu trước thời thế những nhưng loạn lạc, Nhất Diệp có thể dùng tiếng hát bò giống của mình giải cứu nhân loại hay không? Tại một thế giới hư cấu ảo lòi, từng có 4 vị thần hung ác gọi là Tứ Hung và 8 triệu các vị thần, nhưng tất cả đều biến mất sang cõi khác. Để đưa những vị thần đó trở lại cõi này, một nghề đã được sinh ra, những người hành nghề được gọi chung bằng cái tên Kasikan hay Kaki. Họ đưa những vị thần vào chuỗi hạt thông qua việc nhảy múa haka. Từ nhỏ Ichijiu đã được huấn luyện để làm Kaki, mục đích của cậu ấy là giải cứu cha nuôi, một thần thú của khu rừng đền thờ. Hakugu vô tình bị giam cầm khi thời thế loạn lạc. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tại gác thủy môn một anh chàng nhảy lên khỏi mặt nước, do tóc màu hồng lên người ta gọi là Điền Hồng, thằng học trò chơi đánh của Ichijiu. Khi được hỏi về sư phụ, Điền Hồng mới hoảng hốt quay đầu, Nhất Diệp đang nổi lình phình vì không biết bơi, anh chàng vội vàng túm cổ sư phụ lôi dậy tát tới tấp. Thấy không hiệu quả, Điền Hồng hào hứng định hô hấp nhân chụt, ai có ngờ Nhất Diệp tỉnh lại đấm cho một cái văng xa, trong cơn lú cậu không hề biết mình vừa cho thằng đệ tử ăn đòn. Vẫn như thường lệ, hai thầy trò cãi nhau như mổ bò, Điền Hồng đổ lỗi cho sư phụ vì không biết bơi, Nhất Diệp lại bảo do mày buông tay giữa chừng. Cái thằng đệ tử mắt rượi cứ lải nhải khiến Nhất Diệp bực mình, tiện đang trên cầu, anh co chân sút Điền Hồng rơi xuống dưới. Chuyến này đi không thu hoạch được gì, với mỗi chàng hạt Nhất Diệp phải trả một số tiền kha khá. Người chủ chi đứng sau anh là ông thần La Hán, mất một khoản lớn nên ông ấy tỏ vẻ không vui. La Hán nghiêm giọng chấn chỉnh Nhất Diệp, đừng mãi coi mình là cái ngân hàng không lãi suất. Nhất Diệp đổ hết tội lên đầu thằng đệ ham ăn, Điền Hồng nghe vậy không phục, thế là hai thầy trò lại xảy ra xô xát. Phục thần vốn phải tuyệt đối nghe lời chủ nhân, thế mà nhìn cái đám này như cá mè một lứa, La Hán cũng méo sao hiểu nổi. Đột nhiên Hoa Quả Kaka lên tiếng nhảy vào giữa cuộc thanh trừng, cô bé nhõng nhẽo đòi sư phụ cho mình cái bánh bao. Vốn phát cùng Kaka nên La Hán lập tức bê đĩa thức ăn của mình chạy đến, anh muốn mớm cho cô bé nhưng bị nó đá cho tung cằm. Mặc dù vậy La Hán vẫn cảm thấy sự phản kháng ấy quá đáng yêu, si mê cỡ này quả nhiên hết thuốc chữa. Nhất Diệp không thể tin nổi, cái gã này mà lại là luyện sư giỏi, trông có khác nào kẻ biến thái đâu. Nghe thấy thế La Hán tự ái vô cùng, trên đời này chỉ có Hoa Quả mới được quyền phũ với anh ta. La Hán dẫn cả bọn tới chỗ ngưu quỷ, tự hào khoe việc mình hướng dẫn cho nó làm nông. Vùng đất này chủ yếu toàn sỏi đá, thế nên cải tạo thế nào để nhân dân có ruộng canh tác là vô cùng quan trọng. Ngày xưa khi còn 8 triệu vị thần, nơi đây tràn ngập hoa màu cây cối, nhưng khi họ biến mất thì đã trở thành vùng đất cằn cỗi. Ngưu quỷ lấy trong túi ra một con côn trùng phát sáng, chỉ cần chôn xuống đất sẽ khỏe mạnh. Vậy nhưng La Hán lên tiếng can ngăn, nếu làm vậy sẽ không trồng được cái gì ra hồn. Nghe ngưu quỷ nói chủ nhân bảo vậy, La Hán lập tức hiểu Vũ Di lại bày trò ăn thật làm điều. Đúng lúc ấy anh ta xuất hiện trách ngưu quỷ lười làm tán phét, Nhất Diệp thấy khó chịu ra mặt chửi ngay, này cái thằng lừa đảo, dùng cái này mà định bán như đất nông nghiệp à? Vũ Di thẹn quá hóa giận, anh ta đổ mọi tội lỗi lên đầu ngưu quỷ, trách nó không biết giữ mồm giữ miệng để lộ thông tin. La Hán chạy lại ngăn cản hắn ta, trong khi hai thầy trò Nhất Diệp đứng phán câu chắc nịch, thằng này đúng là đồ cặn bã. Vũ Di nghe vậy lại gần xem mặt đối phương, lúc này hắn mới nhận ra tên ca kỹ phè nhất thời đại, Điền Hồng đứng cạnh phì cười suýt không ngậm được răng. Vũ tiếp tục mỉa mai Nhất Diệp, dù có hai phục thần nhưng không biết đường huấn luyện. Hắn đang nói dở câu thì bị Hoa Quả bay tới đá giữa mặt, thầy trò Điền Hồng đứng cổ Vũ nhiệt tình, kết quả là Vũ Di bị đập cho bầm dập. Để tránh bị làm bẽ mặt thêm, Vũ Di bỏ về, ngưu quỷ lại gần liền được hắn đưa cho tấm thẻ quảng cáo. Nhất Diệp ngay lập tức nhận ra vấn đề, anh cúi đầu xin ngưu quỷ tặng lại nó cho mình. Thấy sự chân thành ấy, ngưu quỷ đồng ý, tuy nhiên nó muốn mượn chàng hạt của đối phương. Mặc mọi người can ngăn, Nhất Diệp quyết định trao đổi. La Hán luôn mồm phàn nàn cho tới khi biết được mục đích thật sự của Nhất Diệp, thì ra thằng Vũ Di có ý định xẻ thịt bán ngưu quỷ, đối với hắn thì phục thần chỉ là món đồ kiếm lợi. Trời tối muộn, Vũ Di mới quay lại kiểm tra tiến độ làm việc của ngưu quỷ, thấy chàng hạt hắn liền nảy ra mưu hành kế bẩn. Ba thầy trò Nhất Diệp được La Hán thiết đãi một bữa ra trò, họ nói lời cảm ơn chuẩn bị ra về thì có biến. Hai mắt Hoa Quả chuyển màu đỏ rực, cô bé mọc cánh bay đi đánh sập cả một góc lan can. Chắc chắn chàng hạt đã có vấn đề, không một phút chậm trễ Nhất Diệp đuổi theo Hoa Quả, cái thằng con rời Điền Hồng thì cuống quýt vì khoảng cách quá cao. Quả nhiên mọi chuyện là do Vũ Di giở trò, hắn tiến hành vô hiệu hóa khế ước chủ tớ của Nhất Diệp, chỉ ngày mai thôi, cậu ấy thậm chí không còn là ca kỹ nữa. Ngưu quỷ đứng ngoài nhìn không dám can thiệp, bất ngờ nó hét toáng lên cảnh báo chủ nhân. Trên bầu trời Hoa Quả đã đến với dáng vẻ đầy tức giận, tiếng hét của cô bé khiến cả một vùng rung chuyển, ngưu quỷ phải bịt tai lại đồng thời thúc giục Vũ Di chạy trốn. Vậy nhưng đã quá muộn, Hoa Quả hoàn toàn kiểm soát được ngưu quỷ, theo hiệu lệnh của cô ấy nó tấn công chủ nhân mình. Mặc cho Vũ Di chắp tay xin rối rít,
Nghiêu Quỷ vẫn giáng xuống một đòn cực mạnh. May thay Điền Hồng có mặt kịp thời ngăn cản, bộ dạng của anh ấy lúc này hoàn toàn khác. Vũ Di mừng ra mặt, cái tính thượng đẳng hắn vẫn không bỏ được, bảo Điền Hồng hãy ra sức mà bảo vệ mình. Không còn thái độ cợt nhả như bình thường, mắt sắc lạnh Điền Hồng nghiêm giọng, dám gọi tên ta xung thế à, đồ cặn bã. Hoa Quả bảo Điền Hồng tránh ra, nó dám động đến hạt trai của Hoa Quả thì cần phải giết. Chả nghĩ nhiều, Điền Hồng ngay lập tức đồng ý, Nhất Diệp hoảng hốt hình chạy tới ngăn cản, thế nhưng nghĩ cay cái thằng khốn nạn, Hoa Quả vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Nhất Diệp vội vàng hét lớn hình phạt tét mông, nghe thấy thế Hoa Quả mới chịu dừng lại, anh giải thích nếu phục thần làm hại con người thì sẽ bị giam vào phòng kỷ luật. Hoa Quả nghe vậy khóc thét lên bảo mình không có lỗi, tại thằng xấu xa kia ấy chứ, thầy hâm lắm. Thấy tình hình căng thẳng, Vũ Di đành trả lại chàng hạt, Nhất Diệp bắt lấy nó để hoàn thành khế ước. Nhạc không lời nổi lên, chỉ với vài điệu múa Nhất Diệp đã dần khống chế được tình hình. Vũ Di chứng kiến cảnh ấy thì vô cùng ngạc nhiên, đây đâu có phải điều mà ca kỹ thất bại có thể làm được. Điền Hồng đứng bên đưa ra lời cảnh báo, nghi lễ khiết trai vẫn chưa kết thúc, muốn giữ an toàn thì hãy bịt tai lại. Nhất Diệp hít một hơi dài rồi bắt đầu tra tấn lỗ tai người khác, bất kể ai trong phạm vi ảnh hưởng đều phải lọc óc. Âm thanh từ miệng anh chàng phóng ra đập cho Hoa Quả và Nghiêu Quỷ phải thay hình đổi dạng. Đó chính là nghi thức khiết trai bằng bộ bộ ca, để lập khế ước chủ tớ thông qua vũ điệu Kagura, điểm không bình thường là Nhất Diệp hát tệ hết chỗ nói. Bình thường người ta dùng vẻ đẹp giọng hát để mê hoặc hoàn thành khế ước, nhưng nghi thức của Nhất Diệp lại biến bài hát thành vũ khí để tấn công gây choáng và cưỡng ép lập khế ước. Cuối cùng Vũ Di cũng hiểu tại sao Nhất Diệp bị gọi là ca kỹ thất bại, dù không trực tiếp nhắm tới Nghiêu Quỷ, vậy mà nó cũng hiện nguyên hình, bài hát kia chắc hẳn phải có sức sát thương vô cùng ghê gớm. Mọi chuyện coi như giải quyết xong, Điền Hồng cũng nhanh chóng trở về hình dạng thường ngày. Nhất Diệp tiến lại gần hỏi tội Vũ Di, anh bắt hắn phải chi trả toàn bộ số tiền sửa chữa chàng hạt. Cả bọn kéo nhau tới nhờ La Hán giúp đỡ, Vũ Di muốn biến Nghiêu Quỷ trở lại hình dạng bình thường, La Hán sẽ phụ trách chăm sóc nó trong thời gian tới, tuy nhiên chuyện hồi phục thì hên xui không hứa trước. Lao động chính không còn Vũ Di phải tự mình cày cuốc, Nhất Diệp cho anh ta mượn số tiền sửa chàng hạt còn thiếu, đổi lại mỗi tuần sẽ phải cho Hoa Quả cắn một lần. Thương vụ vừa thỏa thuận xong thì Hán Trung Ly xuất hiện, ông ấy tức giận vì Nhất Diệp vẫn chưa báo cáo nhiệm vụ ở Nhật Bản. Nhất Diệp trả treo bảo trả thu được gì nên không có cái báo cáo. Lý Thích Quải lên tiếng xen ngang, có vẻ như anh ta cử Nhất Diệp đi không phải để săn mấy con mồi nhỏ, chuyến vừa rồi chỉ là để thăm dò, họ cho rằng Tứ Hung đang ở Nhật Bản. Những năm gần đây động đất sóng thần gia tăng đáng kể, việc mang bốn vị thần chống đỡ trở về cấp thiết hơn bao giờ hết. Hiến tại Bạch Hào đang bị hiến tế làm trụ để nâng đỡ thế giới, nhưng cơ thể của ông ấy không còn trụ được lâu hơn nữa, vậy nên Nhất Diệp phải đến Nhật Bản trước khi tháng vô thần trôi qua, để giải thoát cho cha cậu đành đồng ý. Liệu thế giới sẽ chìm xuống trước hay Nhất Diệp mang được Tứ Hung về trước, tất cả sẽ có trong nội dung của các tập tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.